Thân chào cả nhà ơi. Bữa nay mình làm cái video này chia sẻ về cách tiễn trái cho con mít tơ nha cả nhà. Để cho nó tròn đều ha. Thì đây là cây mít tơ mình trước mặt mình ha. Hôm nay mình chia sẻ cách mình tiễn trái ở vườn mình đây. Thì những video trước mình cũng có chia sẻ cách tiễn trái rồi, nhưng mà tiễn chung chung về mít bự mít nhỏ ha. Giờ mình làm cái video riêng về cái mít tơ này thôi. Thường thì cái mít tơ các bạn thì nó rất là dễ giật trái méo trái ha, nó ít có đều. Thứ hai là nó sơ đen nhiều nữa đó. Thì mình bữa nay mình chia sẻ tổng hợp chung ha. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn thì cách làm của vườn mình đây là mình đi phân nhẹ các bạn, đi phân cân đối nhẹ, thuốc nhẹ ha, cho nên là mình làm theo cái cách của mình. Thì các bạn nào có nắm được thì làm theo làm ha, còn không thì làm theo mấy cách khác của mấy anh mà mấy bác đi trước ha. Thì mình làm theo cái lối mà để tiết kiệm phân dinh dưỡng các bạn. Thì cách của mình đây mình sẽ đi tiễn bông trái sớm các bạn, chứ không phải mà mình để mà như những cái chia sẻ những vườn khác thì thường ta để bông cho nó ra tự nhiên, cho trái nó cứ lớn tự nhiên đi rồi đỡ nó lớn tầm tiễn được rồi tiễn lại sau ha, để chống nó tình trạng giật trái. Thì cái đó là cái trường hợp người ta làm phân thuốc nhiều ha, đổ thùng nhiều thì người ta mới để trái luôn theo dõi nhiều cặp trái. Còn mình đây là mình sẽ lỗi sớm các bạn. Rồi mình nói sơ lược về cây mít tơ các bạn. Thì trước tiên để trái tất nhiên các bạn phải dòm cái cây mình đúng tuổi để trái chưa ha. Ở cái góc tầm khoảng là cái ống nước trên ống 60 ha, từ 70, 80, 90 là an toàn nhất các bạn. Mình để trái nếu mà ống 90 mình để được hai trái các bạn. Còn nói với như cây trước mặt mình nè, này thì nó khoảng 70, mình để một trái nha. Một trái rồi khi mà cái bông sau nhỏ nữa thì mình có thể để trái chuyền được ha. Như cái này là hình thành cái trái rồi thì sau này nó sẽ ra cái bông nhỏ xíu nữa. Khi mà cái trái này lớn tầm khoảng 5 kg đi, đó là lúc cái bông sau mình sẽ để tiếp nữa các bạn, để ăn trái chuyền. Cây này là cây ra bông tự nhiên, mình không kích các bạn, ra bông tự nhiên. Thì đây là nãy giờ những cái mít tơ mà mình trồng sen ở trong vườn dừa ha các bạn, với mít lớn đó, cho nên nó bị rập ha. Thì nó chỉ là dương lông thẳng lên ha, ít nhánh, thì mình nói cho gành ha. Rồi mình để qua đây các bạn. Thì qua cái hạng đây là cây mít này mình trồng mới nè các bạn, trồng thoáng nha. Đó. Thì đối với những vườn mà các bạn mới lên trồng thoáng các bạn, không có trồng trang á, thì cái cây mít nó ra nhánh tàn rất là nhiều nha. Và nó hình dáng nó lùn. Tàn nó xum xuê nó lùn. Đây nó lật hơn nha. Nó khác với cây mình trồng sen thì nó lâu lớn lắm. Và nó lên thẳng ha, ít nhánh mà nó dài. Cao. Rồi về cây mít mình trồng mới lên bạn, để cho các bạn mà mới trồng á thì nhìn hai cây nó khác nhau ha, thấy nó bỡ ngỡ. Thì nào mình tiễn trái cũng vậy thôi các bạn ơi, cứ trái nào xấu thì mình lụm nó trước đi, bỏ trước. Rồi khi mà còn cái bông thứ hai thứ ba ha thì mình cứ chờ để. Nó như cái trái này nè, trái đầu tiên nó xấu nè, đó thì trái này mình mới lật nè các bạn. Nó ra rồi, mới ra nhỏ xíu à, mà nó đã có cái lằn hốp gai nè, không gai không đều ha. Thì trái này mình cũng không nên để các bạn, nếu mình để thì nó nuôi nó làm cho cái trái thứ hai ở trên này nè, cái gút mất dinh dưỡng trái thứ hai này nó méo liền ha, nó không lớn, cho nên mình phải lật cái trái này liền tận dụng dinh dưỡng luôn trái này cho nó mập nè, luôn này với cái bông này các bạn. Đó, rồi mình cứ để cho hai trái này lớn với cái bông sau này nè ha, cho lớn rồi mình theo dõi nó sau này coi thằng nào xấu thì mình bỏ ha. Đó, thí dụ mà hai trái này lớn đều nhau thì mình để cho nó thụ phấn xong, thụ phấn xong rồi ha, trái nào đẹp mình lấy. Rồi trường hợp mà ra mấy cái bông mà sát gốc quá các bạn, sát gốc quá mà mưa này mình không nên để ha, mình bỏ trước luôn, bỏ sớm luôn ha, chỉ lấy những cái bông mà nằm trên ha, để tránh tình trạng thiếu trái, rồi mình chừa thôi. Rồi chẳng hạn như cái bông này nó mới ra nè các bạn, trái đầu tiên nó xấu rồi,
thì nó nhầm cái trái ha, nhầm trái đầu tiên thì nó ra cũng rất đẹp, lấy vẫn được, nhưng mà cái này nó ra bông này lại trái quá xấu. Đó, mình bỏ nó, nó cho tích tụ lại nuôi trái này ha, rồi sau này đẹp mình lấy. Thì có trường hợp sau này lớn nó quẳng xấu và quẳng bỏ luôn, thì bỏ nó quẳng ra tiếp tục bông khác ha. Đó, thì cái trái trước mặt mình là theo mình thì mình sẽ loại sớm các bạn, không có để cái này là hơi trễ rồi, chứ theo mình trước đó nữa, nhỏ hơn này nữa mình vẫn thẻn các bạn. Thì để tiễn cái mít mình nhầm cái mình phải dòm ha các bạn, mình phải biết dòm cái trái ha, cái trái nào đẹp trái nào xấu, bông nào xấu bông nào đẹp thì mình sẽ tiễn sớm. Ở như cái trái này nữa các bạn, thì trái đầu tiên mình nhìn thì thấy gai nó không có đều các bạn, mình dán gai không đều, trái thì cũng được ha, nhưng mà gai không đều. Như cái thứ hai, cái mít trái đầu tiên nó dễ bị sơ đen ha, cái tơ đầu tiên đó mình loại loại sớm các bạn, để mục đích là mình dồn dinh dưỡng để nuôi cái trái thứ hai hoặc cái trái thứ ba ha. Tại trái thứ hai mình thấy nó được hơn, đẹp hơn đó, rồi để cho nuôi trái này dinh dưỡng dồn lại nuôi mấy này cho mập, rồi sau này hai này nào đẹp thì mình sẽ lấy nữa ha. Thì đa số mít tơ thường thì cái trái đầu tiên nó bị sơ đen, nhưng mà nó cũng do tình trạng mà cách xử lý đất với xử lý xịt thuốc của mình nữa các bạn. Dù mình làm trước tiên mình giả dôi nè, trước khi làm bông mình giả dôi đó, rồi khi mà nó ra bông hình thành bông á, khoảng 2 tháng 3 tháng sau á, đối với mùa mưa này các bạn, thì mình giả lại một cái nữa, rồi về cái hình thành cái bông các bạn. Như bông cái này mình đã có xịt ngừa nấm bệnh rồi nè ha, nấm của bệnh. Rồi khi mà nó tượng hình cỡ này các bạn, thì bắt đầu mình xịt nấm bệnh ngừa sâu ha, nói chung là sâu hay ngừa, tại vì mít này sâu đục trái dữ lắm ha, sâu riệp sáp, rồi đặc biệt là vi khuẩn các bạn, ngừa vi khuẩn đó, là mình loại trừ cái sơ đen ha, vi khuẩn loại trừ cái sơ đen đó, hạn chế. Rồi cái cuối cùng là mình tiễn các bạn, mình tiễn là mình loại sơ đen đó. Như chẳng hạn như cái này đi, nó đã xấu rồi nè, thì mình loại cái này là loại cái sơ đen cũng là 50% rồi đó bạn, những cái xấu như vậy nè, dị tật ha, là mình cũng đã loại sơ đen rồi đó. Rồi mình chỉ còn xử lý thuốc này kia ha, với sau này mình tiễn trái loại thêm một lần nữa thì nó giảm sơ đen nha, nhưng mà tuyệt đối là không hết đâu nha các bạn, vẫn bị lầm, tại vì có nhiều trái nó vẫn đẹp gai đẹp bình thường, nhưng mà vẫn bị sơ đen các bạn, đó là thực tế làm nhiều vụ rồi. Nhưng mà mình loại kỹ như vậy các bạn, với mình xịt ngừa vậy đó, thì cái sơ đen cũng rất ít, nó bị phản là nhiều lắm là 10 trái bị 1 trái, mà nói vậy thôi chứ bạn chứ không tới đâu. Như thử rồi mình cắt cũng gần 3 tấn nhưng mà nó bị khoảng 8 trái sơ đen à, tính ra chưa được 10% nữa, thì mình cũng chấp nhận được các bạn. Đối với mùa mưa, còn mùa nắng mình làm kỹ như là hầu như không thấy luôn ạ, ít thấy sơ đen luôn, lâu lâu mới thấy nha. Đó là cái về phần sơ đen các bạn. Rồi mình nói về cái phần để cho tròn đẹp các bạn, thì nó đòi hỏi đầu tiên mình phải biết là dòm trái và lửa trái ha, thì nó đã góp phần tròn trái mít của mình một phần rồi. Một cách nữa các bạn là về cái phần mà mình biết nhìn cây để trái nha các bạn. Đó, thí dụ như cây này mình để một trái ha, rồi đó như qua cây này các bạn, cây này cái ống là 90 rồi thì có thể để 2 trái được nha các bạn. Đó, cái gốc cây này là nó tầm 90 rồi, để 2 trái được. Thì ở đây mình đã tiễn trái này rồi các bạn, thì cái trái đầu tiên mình cũng bỏ ha, trái đầu tiên nó xấu mình bỏ, rồi mình lấy trái thứ hai nè, hiện tại hình dáng nó đẹp ha, tròn đều đó, dinh dưỡng mình đi đều đều cho nó thì nó lớn nó vẫn tròn đều nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái bông thứ hai ha, đó ví dụ bông này lên đẹp mình vẫn để nữa ha, để trái chiều tiếp theo và dài lên trên có bông nữa nha các bạn. Đây, dài lên trên này nó có bông thì mình sẽ bỏ bớt nha, cái bông này bông giọt dài nè, nè. Mình bỏ thì nó đang hết dinh dưỡng của cây mình cung cấp rồi. Đó, như cây này mình đã lấy mình tiễn rồi nè các bạn, trái rất tròn đều nha. Thì cây này là mình lấy trái thứ nhất luôn, không phải trái thứ hai nữa các bạn, tại vì trái thứ nhất vẫn đẹp nha, tròn đều đẹp, trái thứ hai nó xấu mình bỏ, mình vẫn lấy trái đầu tiên đó vẫn được, tại vì mình đã xử lý sơ đen này kia rồi, nhưng mà sau này cắt ra thì cũng
chờ kết quả nữa nha, cũng chưa chắc là nó là hết hay là không, nhưng mà mình cũng đã an tâm một khoảng bạc đây, mình đã ngừa sơ đen hết rồi đó. Thì tiếp theo là bông nó ra tiếp thì mình sẽ để tiếp nữa ha. Đó là cây mít tơ, mình tiễn kỹ thì trái vẫn tròn đều nha các bạn, nó tròn đều đẹp đàng hoàng. Trái này cũng 6 kg rồi mà còn lớn nhiều nha các bạn, vẫn còn đang lớn. Đó, như là cây này mình vẫn lấy hai trái nữa các bạn. Đó, mình đã tiễn rồi ha. Cái cuốn trái này mình lấy trái thứ hai ha, trái đầu tiên mình bỏ nè. Đó, mình bỏ trái đầu tiên rồi, lấy trái thứ hai tròn đều hơn ha. Rồi trên đây một trái nữa nè. Thì trái trên này là mình trái lấy trái đầu tiên luôn ha, trái thứ hai mình bỏ. Đó, mình lấy trái đầu tiên thì chúng ta tiễn dinh dưỡng đầy đủ thì vẫn tròn đều nha các bạn. Rồi, trước mắt cũng vậy nè các bạn. Đó, mình vẫn lấy hai trái ha. Đây, cuốn trái này thì mình vẫn lấy trái đầu tiên nè, tròn đều. Rồi, cuốn trái này là mình lấy trái cuốn thứ hai ha. Thì cuốn đầu tiên, cái trái cuốn đầu tiên nó rất xấu các bạn, mình bỏ rất sớm luôn. Hôm nay lành khô liền da ha. Đó, mình để trái thứ hai, thứ ba. Khi mà trái thứ hai nó tròn đẹp lại nè các bạn, mình lấy nè. Đó là cách lấy của mình đây ha, chứ không phải mà mít tơ mà mình không biết cách lấy thì lấy trái tròn các bạn. Và quan trọng là do mình biết dợp trái và cách lấy trái tiễn trái ha, và đi phân dinh dưỡng cho nó thì nó vẫn tròn, chứ không phải mít tơ mà nó giật méo các bạn. Là được 50% đó các bạn. Rồi, những cái phần sau là do mình đi dinh dưỡng ha, mình để phân cân đối cho nó. Cứ 10.000 giải một cử thì một gốc mình giải khoảng 50g ha, thì nó không có thiếu phân các bạn, nó vẫn đủ là trái mình vẫn tròn đều. Đó là cách giải phân. Rồi mình sạch thuốc nữa các bạn. Thì mình như mít tơ các bạn, không, mình ý mình nói là cái bông các bạn, bông còn non, hai bông nhỏ, bông non, trái non ha, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta phải sạch thuốc, dòng thuốc mát nha các bạn, đối với thuốc sâu nè, thuốc bệnh nè và thuốc vi khuẩn luôn ha, thì mình phải chọn dòng thuốc mát mình xịt thì nó không ảnh hưởng đến cái gai mít ha, với cái phấn mít, thì mình làm cho cái mít mình nó thụ phấn đều nè, gai nó đẹp, nó không bị nám ha, nó không có bị hư muối ở trong, thì sau này ra trái mít nó tròn đều ha. Về bằng xịt các bạn. Rồi để chia sẻ về cái dòng thuốc mình xịt thuốc mát các bạn, thì ở đây mình thường xài thí dụ là một mùa mưa thì chúng ta xài Rizumin ha, rất là hay. Rồi vi khuẩn thì vi khuẩn nó có nhiều dòng các bạn, thì cái dòng thuốc mát này Gasumin nó mát nè ha, Caramycin này kia đó, nó thuốc thẻ các bạn, nó những dòng thuốc đó nó cũng mát. Thì mình lỡ đại lý mình hỏi cái thuốc mát ha, thuốc ít nóng thì mình xịt. Rồi đối với thuốc sâu các bạn thì mình đây mình xài là hàng Takumi nè, hoặc là hàng Rê Qua Thông nha các bạn. Đó, những dòng thuốc sữa hoặc là thuốc thẻ dạng cớm á, thì nó mát, nó không ảnh hưởng cái bông nha. Rồi về thuốc mò thì mình cũng xài như Asen ha, hoặc là Whispe đó. Rồi về cái dòng thuốc bệnh mình có đổi qua là mình xài là thằng Anticon hoặc là Anguin nữa các bạn, hoặc là mình cộng hai đó lại ha. Đó, mình luân phiên khi mà trái nó còn nhỏ này các bạn, rồi khi mà trái nó thụ phấn hoàn toàn rồi, nó phát triển lớn rồi, thì lúc đó mình không còn ngại vụ mà thuốc ấy nữa ha, có thể xài thuốc nóng chút cũng không sao. Khi nào phát triển lên trái khoảng 5 kg là kia đó thì chúng ta có thể đổi dòng thuốc sâu rẻ chút được, 3.6 ha, với thằng nguyên theo răng cũng được đó. Chỉ nó ngại, quan trọng ngại nhất là cái vụ giai đoạn bông trái nhỏ này các bạn, thì nó sợ nóng ha, đối với mít dễ mang cảm lắm. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn nên đối với mít thì mình xài thuốc dòng mát đi, nó hay hơn ha. Thí dụ mà mình làm nhiều lâu năm rồi thì mình biết thuốc nào mình xài được thì xài ha. Rồi, một quả cây này các bạn. Thì cây này cái nó gốc nó 90 nè các bạn. Đủ lực. À, mình đã tiễn rồi nè. Cây này mình tiễn mình lấy hai trái nha. Đó. Trái này thì nó lớn trước, trái này lớn sau. Đó. Cái trái sau này cái cành nó đầu nó lớn nha. Đầu này nó trái nó lớn nè,
mình lấy cuốn này, cuốn trái thứ hai nha. Cái cuốn đầu tiên mình đã bỏ nè. Đó. Lấy cuốn thứ hai. Nói chung là tùy theo mà cái trái đẹp xấu mà mình tuyển. Còn cái cuốn này mình lấy trái thứ nhất. Rồi thì rơi vào cái trường hợp các bạn. Nó ra những cái bông mà trái nó nói chung là không có đẹp xuất sắc ha. Có những trái nó xấu. Bông nó trái được được thôi thì mình vẫn để các bạn. Cũng để gì nó theo dõi, còn trái bìa này quá xấu thì mình bỏ trước rồi nè. À mình lỗi trước. Đây cũng vậy, trái đầu tiên nó xấu, mình lỗi trước. Rồi để theo dõi bông này. Bông này. Trả luôn cái bông này luôn các bạn. Đó. Thì trong ba bông này sau này mà mình thấy nào tròn đẹp mình lấy lại một trái không nha các bạn. Cây này thì nó lấy sức cái một trái à. Là trường hợp cây này lấy một trái ha, ví dụ mà cây lấy được xếp được hai trái mình để bông nhiều nhiều hơn chút mình theo dõi. Rồi có trường hợp những cái cây các bạn, cây này cũng rất lực luôn nè mà nó ra những cái bông rất là xấu, mình vẫn loại bỏ hết luôn, mình không chừa cái bông nào luôn các bạn, tại vì bông quá xấu đi nó không có được trái nào đẹp hết thì mình vẫn bỏ. Thì các bạn đừng sợ bỏ nó không ra bông, bỏ nó vẫn ra bông tiếp tục theo nha các bạn, mình cắt bỏ nó vẫn ra thêm nha, nó ra bông theo. Rồi một số bạn nữa mình lựa lại. Chứ chúng ta không nên giữ lại những cái bông mà xấu để trái không được các bạn. Thì nó làm mất sức cây mà nó dinh dưỡng nó dồn cho cái trái xấu đó rồi rất là ổn. Thì sau này mình cũng bỏ ha. Đó mình cứ cắt bỏ đi. Mình dưỡng lại mấy cái bông sau nè, nó ra nè. Đó là mình chia sẻ cái cách chúng làm đi dinh dưỡng nó không có nhiều để tốn kém các bạn. Nói chung là đi cái dạng phân tiết kiệm ha. Đó và cho nên chúng ta để trái vừa cái sức cái cây. Thì giờ chúng ta để trái ít ha. Rồi còn tùy theo mà các bạn là muốn lấy trái nhiều, cây lực lấy trái nhiều thì có thể để trái nhiều, nhưng mà phải là đi phân đủ cho nó các bạn, đi phải là đủ phân. Đó, thì để trái nhiều thì chúng ta phải đi phân nhiều thì nó mới đủ là cái dinh dưỡng, nó mới nuôi được cái trái tròn được ha, và muối nó mới dày được. Thì cách của mọi người làm thôi ha. Rồi thì mình cứ đi làm vườn hàng ngày mình theo dõi đó thì nó cứ ra bông, bông nào mà xấu dài các bạn, bông xấu dài hoặc không có mập ha thì chúng ta nên loại bỏ sớm để dồn dinh dưỡng cho cây nha, cho nó ra cái bông mấy bông sao cho mập lại chứ không cho nó hút dinh dưỡng các bạn. Là trái xấu thì cứ loại thẳng tay sớm liền các bạn, chứ đừng có để thì nó hút dinh dưỡng ha, nó hút làm mấy trái mà mình chừa nó đẹp lắm xong sẽ bị giật luôn. Đó, như bông mập tròn gì mình để. Rồi như thế này. Đó. Thì như trái này mình đã chọn ra được một trái ha. Đều đẹp thì cho các bạn thì nó ra mấy cái bông sao nè, bông này đâu đạt các bạn, bông này gọi bông gió nè, nó thì mình loại bỏ liền không cho nó lấy dinh dưỡng nha. Đây cái gì là bông gió nè, mình cắt mình dồn dinh dưỡng lại, vụ sau này nó ra bông mập đẹp mình lấy lại. Thì trái này tầm 7 kg rồi thì mình đợi nó ra cái bông nhỏ nữa mình giữ lại cái bông đẹp ha, cứ loại bỏ những cái bông gió xấu đi. Đó. Rồi thì video chia sẻ một số kinh nghiệm mình làm đây cho các bạn nắm ha, rồi các bạn xem tham khảo. Rồi chào tạm biệt cả nhà ha.